Xin chào, hôm nay ngày 26 tháng 5, shop đồng hồ anh Khôi là lên anh nha. Hôm nay em lên là 35 sản phẩm, trong đồ có đồng hồ pin và đồng hồ cơ, và có một số kính và phụ kiện kèm theo. Bên em thì cứ do được đi đồng hồ nó đấu khó quá nên em cũng lên cố gắng lên video cho anh em. Và em lại có để lại số điện thoại bên dưới anh em nghe, có thể liên hệ. Em số 1 thì em nhà Citizen. Em này là chạy bộ máy là 21W. Em sẽ quay cho anh em coi nha. Con này thì nó là dòng lỗ đáy mặt vàng cát, vỏ inox anh em nghe. Vỏ này là bộ vỏ inox, được trang bị là dây da K6. Em sẽ lộ con này là lộ đáy luôn nè. Đây, thước thì đã về số 0. Đây, em đo đây. Size nó là size 36 anh em nghe. Size 36. Nấm đây. Đó, máy đây. Máy thì em có thể thấy nè, bộ máy Citizen, máy búa vàng. Máy này thì cực kỳ VIP rồi anh em nghe. Máy này thì anh em mang siêu bền rồi. Đó, vỏ inox cực kỳ mới luôn. Dòng này thì mình rút ra nấc là có thể chỉnh được lịch nhanh. Đó anh em thấy không? Thì nhanh ok. Con này thì con mã số 1 anh em nghe. Con mã số 1 này thì giá của nó là 1 triệu. Đó, anh em để thấy nè. Em thì nghiêng ngả để lấy ánh sáng bên ngoài anh em nghe. Ánh sáng bên ngoài đi vô này cho nó đẹp hơn. Em mới là mã số 1. Em đi là mã số 2. Mã số 2 là một con LM. LM đây là LM dòng Benso anh em nghe. LM dòng Benso. Đó, nơi chữ nó có bị dính một xíu bụi này. Nơi thì em sẽ lau sau. Đó, mặt mày nó thì đây em xem. Mặt mày nó thì siêu đẹp anh em nghe. Mặt mày siêu đẹp. Dòng này là nó chạy là 28.800, dao động dòng máy lịch, dòng máy Benso. Máy nó đã lắm này, lịch này, nhanh này. Lịch nhanh chạy ok anh em nghe. Lịch nhanh chạy ok. Dòng này thì cực kỳ mới luôn. Máy móc đây. Em sẽ đo size thôi, em quay máy cho anh em coi. Size nó là size 35 anh em nghe. Size chuẩn size 35. Máy nó sẽ mở luôn. Đây, cho nên em chìm được cái máy này. Đây, máy nó cực kỳ mới anh em nghe. Máy nó thì như đi thì quá mới, quá đỉnh rồi. Ron mà ron lòng đền còn nguyên này, để giữ máy cứng cáp hơn. Ron trong ron ngoài còn hết, máy đẹp, máy năm 2006. Dòng này chạy 23G. Chữ nó thì ngay chữ Sinco nó có bị dính xíu bụi này, tí này em sẽ phủi sạch sẽ cho anh em nghe. Đó, em đây thì nói chung thì rinh hết. Dây có sợi dây da thì em trang bị da K6. Dây da K6 này anh em mà mang cực kỳ siêu bền. Có nhiều bác nhắn tin tới em là kêu mang 1 năm rồi mà sợi da vẫn bền lắm. Đó, mà đây là mã số 2. Giá em này là 1 triệu 1. Mã này là mã số 3. Mã số 3 này thì để em lau sơ. Mã số 3 này là một con Oren anh em nghe. Oren này thì nó là có hai kim này. Kim dưới là kim đĩa, kim trên là kim bình thường. Dòng Oren lịch nó là lịch nhanh chạy ok nè anh em nè. Dòng này lịch nhanh chạy ok là hơi bị địch anh em nghe. Hiếm lắm, hiếm những con mà như thế này mà xài được lịch nhanh lắm. Vỏ nó là vỏ inox, máy nó cực kỳ mới luôn, máy chuẩn nhà Oren. Dòng lỗ đáy anh em nghe. Dòng cơ rồ đáy rất là đẹp. Đó, nấm rin. Con này mà trên thương hiệu nó là rất là cao tiền luôn. Size nó là size 41.5. Size 41 anh em. Size 41. Đó, mặt mày thì anh em thấy đẹp đẹp long lanh luôn. Đó,
dòng kim 2 này, đó anh em thấy kim này, đó, đây là 1 giờ này, anh em thấy đẹp không? Đó, đây là 1 giờ, gần 1 giờ rất đẹp. Đó, tổng thể con số 3 này thì giá nó là 1.800.000 nha anh em nha, giá 1.800.000. Dây dây thì em trang bị dây dây K6 siêu xịn. Em số 4 này là dòng nhà Synco 5 lỗ đáy. Dòng nhà Synco 5 lỗ đáy, mặt mày anh em thấy đẹp không? Mặt mày thì bao đẹp, bao phê anh em nghe. Vỏ thì vỏ inox, lịch của nó thì chỉnh nhanh ok, rút ra một nấc thôi là chỉnh nhanh nè. Đó, anh em thấy không? Chỉnh nhanh ok, rất nhẹ nhàng. Anh em thấy máy này, máy thì cực kỳ mới anh em nghe. Máy nó thì khỏi đường bay, có chữ Seco đồng vàng, 7S26A. Máy rất là mới này, mới toanh. Vỏ inox cực kỳ mới. Dây da thì em trang bị dây da đà điểu anh em nghe. Dây da này anh em mang thì anh em đừng có khỏi về đồ chê đi. Dây da này mà nói về trên thị trường là nó cũng là nằm số 2 anh em. Nó mà nằm số 2 thì đừng nói máy xì dây da số nhất mà cũng ăn thua nó đâu. Rất là bền. Anh em nào mà mua đồng hồ bên em mà mang dây da bên em, đừng có đi dính nước là được anh nghe. Đừng có đi mưa cho nó ướt dây da thì nó, chất liệu da thì nó không có chịu nước. Tại vì chịu nó nước nó ra nó mủng da, nó mủng da. Còn anh em mà mang đi bình thường mà tránh nước đồ thì siêu bền. Con này thì con mã số 4 anh em nghe. Nó có dàn cọc, là cọc vì để em xem thử. Dàn cọc dạ quang anh em, kim là kim dạ quang, cọc là cọc dạ quang. Đồ mới nó thì anh em có thể thấy là siêu mới. Đó, mã đây là mã số 4 anh em nghe. Giá mới là 1.000.000. Mã đây là mã số 5. Mã số 5 thì một em LM anh em nghe. Em LM rin hết luôn. Em cũng trang bị dây da là dây da K6. Mặt của nó là mặt màu xanh. Kính là kính bát giác rin. Rất là đẹp anh em nghe. Mặt này huyền ảo. Đó, mặt huyền ảo. Đó, đây. Mặt huyền ảo. Đó. Anh em thấy đẹp không? Đó, Phương. Đây. Rất là đẹp nha anh em nghe. Đó. Đây em mở máy luôn cho anh em coi rồi em chỉnh lịch nhanh sau. Đây, máy thì siêu đẹp. Khôi kêu mẹ cho ba cái. Đây, mà máy cực kỳ đẹp, đang chạy anh em nghe. Phương. Đủ má kêu 5-7 lần. Đây này, lấy hai cục đá cái giá kêu mà cái học trên đó. Đây, do em kêu vợ em lấy đồ cho em mà cục này 600, cục này 600 ghi giá thôi rồi. Đây, lịch nhanh thì em sẽ chỉnh lịch 24 giờ trước nha anh em nha. Chỉnh lịch 24 giờ trước nè. Đó, lịch 24 giờ chạy nè. Đó, lịch nhanh nè. Đó. À, đang. Để xem thử. Đây này, cái lịch nó thì một xíu nữa em sẽ chỉnh sau. Chắc là nó đang bị kẹt cái bún bùi rồi nè. Mặt đẹp anh em nghe.
lệch nhanh đó thì em sẽ tí nữa em chỉnh sâu cho anh em. Nó rất là đẹp. Đó. Đây. Này là size nó là size 36.5 anh em nha. Size 36.5 mặt màu xanh. Đó, máy móc thì đang chạy, nhìn nó thì đẹp hoàn hảo. Đây. Mã đây là mã số 5, giá 2 triệu. Mã số 6 là con này là một con Synco 5 anh em nghe. Một con Synco 5. Đây, em lắc nhẹ cho máy chạy đây. Em lắc nhẹ là em máy đã chạy nè. Đây, em sẽ chỉnh lịch 24 giờ. Anh sẽ chỉnh lịch 24 giờ cho anh em nghe. Chỉnh lịch 24 giờ. Phương ơi, còn khôi kìa. Lịch nó là lịch bấm anh em nghe. Lịch bấm, còn lịch thứ nó là chạy 24 giờ. Con này là size nó là size 36 anh em nghe. Size nó là size 36 đó, vỏ nó là vỏ inox đoạn hoàng. Nó cực kỳ mới luôn. Máy nó thì em sẽ mở ra luôn. Đó. Đây. Máy nó thì cực kỳ mới đấy, em nghe. Máy nó thì siêu mới 25 UL. Con thì đi hai đi hai đứa cho xuống ngoài đi. Đây đẹp anh em nghe, lịch của nó thì chạy nhanh ok. Con đi thì nó được trang bị dây da đà điểu này. Đó, em đo lại size đi. Size là size 36. Em đây là giá là 800 anh em nghe. Em đây là giá là 800. Đây. Con đây là dòng nhà Business A 27G. Em đây cũng giá là 800 anh em nghe. Size em đây là size 36.6. Đi đây chở hai mà công xuống cho nó đừng có rối liền. Đây, vỏ thì vỏ inox hết toàn bộ. Em sẽ mở máy luôn rồi em quay tiếp cho anh em coi. Đây, máy đây. Máy nó thì đẹp mê ly. Máy đang chạy thế này. Đây. Anh em thấy không? Vỏ nó mới miết hết toàn bộ này. Dây da thì em trang bị dây da K6 màu đen. Con đi thì lịch của nhanh của nó thì ok em nghe, mình rút ra nấc này, chỉnh lịch nhanh này. Lịch nhanh thì ok. Con đi thì mã đây là mã số 8 anh em nghe. Mã số 8 này thì giá nó là mã đây là mã số 7 á, giá là 800. Nằm bấm điện thoại người ta kêu nắm bị lần cứa mà cứ tay. Em đây là mã số 8. Em mã số 8 này thì giá 950 này, cực kỳ mới luôn. Cực kỳ mới luôn. Đây úp ra một nước đây. Chỉnh lịch rồi chỉnh giờ đó, lịch 24 giờ nhảy này. Đây thứ này em thấy không, ngày là chắc rút ra nhẹ ra một nấc. Ngày mặt màu xám lông chuột em nghe, mặt màu xám lông chuột. Để hồi băng mua đây, dày nó cực kỳ mới, dày nguyên zin hết luôn, dày nguyên zin siêu dài. Em đeo vào tay nè anh em thấy không, dày miên man. Dây này thì dài khoảng tay 19 đấy nè. Dài khoảng tay 19. Đây. Đây là mã, đây là mã số 8 anh em nghe. Mã số 8 mặt sau đây. Đây, mặt sau thì quá mới luôn.
máy 70099 rồi có chữ Seco ở trên nữa nè. Đó, chữ Seco ở trên nè, để em xem em mở máy. Đây, mà máy ra nè. Máy nó thì cực kỳ mới nè em nghe. Ron riết thì còn nguyên. Con này thì có mã số 8 anh em nghe. Con mã số 8 này thì giá nó là 950, size 37.5. Mã số 8 này, giá 950 đây. Đây là mã số 9. Mã số 9 thì một con đến từ thương hiệu Nhật nha anh em nghe. Con này là mặt màu xám này. Quên mặt màu này không phải xám, màu này là màu màu này là màu gì em quên ta. Màu này là màu quay hồi không nhớ màu gì luôn. Màu này là màu gì? Màu đồng. Màu đồng anh em. Đó, màu đồng, nấm là nấm cổ chai, có hỗ trợ cổ tay nè. Đó, lịch của nó thì rút ra nó chỉnh nhanh ok. Đó, rút ra hết thì chỉnh giờ. Đó, anh em thôi. Đó, dòng automatic lộ đẩy anh em nghe. Nấm thì nấm cổ chai. Dây thì dây nguyên rin hết. Con này là size nó là size 35 nè. Size 35. Đây, bấp nó là bấp khóa thông minh luôn. Đây, anh em có thể thấy nè. Máy đây, máy nó thì chuẩn máy nhà Japan, máy Miyota 21G. Máy rất đẹp anh em nghe. Đây, lên tay nè. Hiệu nó là hiệu Rosette Diamond gì automatic trong nước 10 bát. Mình có thể thấy dây rin, dây này thì có đồ có dạng nha anh em nghe. Dây này thì cho tay 18 mấy vô tư. Con này thì mã số 7 anh em nghe. Mã số 7 này thì giá nó là 700. Đây là con mã số, con này là mã số 9 nè. Con này là mã số 10 giá 1 triệu này. Đó, mã số 10 giá 1 triệu. Dòng này là dòng pin kim trôi. Đó, anh em thấy nè, bấm này đó. Anh em thấy không? Pin kim trôi. Ngày thứ kim chạy dây này là Chono Rap gì đó. Đó, thương hiệu này là của Thụy Sĩ nghe nên nghe. Đó, em sẽ chỉnh ngày nhanh này. Đó, ngày nhanh, còn thứ này là chạy theo 24 giờ. Đó, rất là đẹp. Dây là dây rin luôn anh em nghe. Size con này là size 38 này, dây rin hết luôn. Dây rin, con này là switch Mitarichi. Đó, dấu cộng anh em, thương hiệu dấu cộng. Đó, em cũng đọc cũng chưa rõ được cái tên đó nữa. Dây nó thì em sẽ so dây cho. Đây, dây đây. Đó, tay em đang 17 anh em nghe, tầm tay 18 mấy 19 nè. Đây, máy đây, em sẽ mở máy luôn cho anh em coi. Đây, máy thì máy chuẩn máy Thụy Sĩ anh em nghe. Đó, máy này thì chuẩn máy Thụy Sĩ, máy pin kim trôi. Đó, máy này là máy Isa nè. Thương hiệu máy Isa của Thụy Sĩ, pin kim trôi.
đây mặt sau đây nó al vỏ là inox hết, switch mà đè hàng nguyên rin anh em nghe, hàng này thì nguyên rin anh em mua về về mang thì tuyệt vời, tại vì những con này này nó trên thị trường nó bán rất là đắt tiền luôn, nhưng mà con này được cái là mới toanh anh em nghe, kính không có một vết xước này, kính nó là không có một vết xước luôn nè, nó kính là không có một vết xước nghe anh em nghe, rất đẹp. Xem kim nó là có dạ quang anh em nghe, kim con này là có dạ quang. Ở đây cho anh em coi kỹ ra, con này thì mã số 10 giá là 1 triệu này. Con mã số 11 là một con Shima, con Shima này thì em sẽ đo tay trước này. Đó, tay nó là đang là tay cỡ 18 nè em nghe, tay này là tay cỡ 18, nó dây rồi là nguyên rin hết luôn. Đó, Shima đang là dây tay 18 rin hết toàn bộ này, em sẽ gài khóa đi lại, khóa là khóa thông minh có chống rớt. Con Shima này là niềng say, em Shima này là xài máy V8 anh em nghe, V8 của Thụy Sĩ đồng hòa, nấm là nấm cổ chai này, rút ra nhẹ nứt là chỉnh lịch nhanh này. Thứ này đây cực kỳ mới anh em nghe, cực kỳ mới luôn, mới như Sony. Mặt sau đây, mặt sau thì có thể thấy được thương hiệu của nhà Shima, thấy thương hiệu nhà Shima anh em nghe. Máy thì em sẽ ráng mở ra cho anh em coi cho anh em yên tâm chứ. Đây máy, đây máy nó thì đẹp mê ly, viên pin đề viên pin này cũng dạng tốt anh em nghe, em sẽ hồi anh em mua em sẽ thay một viên pin Nhật vô. Đó, máy thì cực kỳ đẹp, máy vàng của có chữ Shima, máy này là bao này máy chuẩn V8 chạy 7 nhân kính anh em nghe. Đó, máy V8 đồng vàng. Con này là con số 12. Con số 12 này là một con full hộp, full hộp sổ. Con này là size nó là size size 33 anh em nghe. Nó là bán bên Nhật Bản nó là 48.000 yên. Gần 8 triệu. Dành cho mấy anh nam nào thích mang tay nhỏ với nữ là rất đẹp, chưa lên tay lần nào. Thương hiệu của Nhật anh em nghe, thương hiệu của Thụy Sĩ chứ, thương hiệu của Thụy Sĩ luôn anh em nghe, thương hiệu của Thụy Sĩ này, nó dành cho nữ 770, set 770 thương hiệu của Thụy Sĩ anh em nghe, kính là kính sapphire, có ngày lịch đồ đòn quán chống nước là 100m, đây thương hiệu của Thụy Sĩ anh em nghe, đây. Sáp đây, 48.000 yên. Này là chuẩn anh em nghe, chuẩn hàng của Thụy Sĩ luôn á. Mặt sau nó là chưa bóc bì 15 nè. Mặt sau là chưa bóc bì 15 anh em nghe. Có chữ switch made này nè. V8 đồng qua. Máy này là chạy máy V8 anh em. Chạy máy V8 nha anh em nghe. Đâu phải đơn giản đâu, nấm là có logo luôn nè. Đây. Con đi thì anh em mua về mà mấy chị nào mà tay hơi to mang thì tuyệt vời, giá chỉ có 500 thôi. Con đi em nhớ không nhầm là em bán giá này là chắc cả bằng giá mà đấu về luôn này, em nghĩ vậy tại vì em bỏ lâu quá em quên giá. Thụy Sĩ nghe anh em nghe, Thụy Sĩ máy rin luôn này, nó là có đóng xài thép 316 này nè,
Nó xài thép 36L thì thép loại tiêu chuẩn tốt. Thụy Sĩ, đó, hàng chưa lên tay em một ai. Mã này là mã 12 anh em nghe. Giá này là 500. Đây là một em Sima. Em Sima này thì size nó là size 36.5 anh em nghe. 36.3 là 36.5 là rút ra nhẹ nhất, là chỉnh lịch nhanh này. Đó, của anh em thôi. Lịch nhanh nó là chạy ok. Rút ra hết thì chỉnh giờ. Còn nấm cổ chai dài dài. Đây, máy đây, mặt sau đây. Máy thì em sẽ mở ra cho anh em coi luôn. Đây, máy đây. Máy thì chuẩn Sima V8 anh em nghe, máy vàng đồng quạt. Máy cực kỳ mới. Nắp nít thì sạch sẽ này. Đây, nắp này chữ này. Sima. Đó, vỏ inox 100%. Con này là size nó cực kỳ to chứ. Size nó thì cực kỳ to. Size nó là size 30 size dây nó thì to anh em nghe. Size dây nó thì tầm tay 19 luôn. Rin hết toàn bộ. Này, con này thì rin hết toàn bộ này nè. Đây. Này, đó, rin hết toàn bộ anh em nghe. Rin hết toàn bộ luôn. Sima. Sima. Để em ra nắp và phá vào lại này. Trên hết toàn bộ anh em nghe. Sima mặt thì anh em thấy đẹp không? Mặt đẹp, giá 500 anh em nghe, dành cho nam. Đó, con này giá 500. Con đây là một con Syncobin. Syncobin anh em nghe. Con đây là mã 14 này, một em Syncobin. Đây, em sẽ lau sơ. Đây, Syncobin này, em nhìn đẹp không? Synco tiếp 2, đó, rất là đẹp. Feel VIP luôn. Đó, Synco anh em đâu? Synco rất là VIP. Da da em trang bị da da cá sấu anh em nghe. Size em ấy thì nói chung thì size 37. Lên tay cực kỳ VIP. Hàng đây là hàng siêu cổ anh em nghe. Kính là kính rin. Kính Mega Rin. Kính là kính Mega Rin này. Mặt nó bao đẹp. Đó, em này thì giá 500. Hàng đỉnh anh em nghe. Hàng này thì anh em tìm trên trên thị trường rất là có. Này là mở pin thay pin. Anh em thấy này, siêu đẹp luôn á. Nó siêu đẹp cực kỳ nét luôn. Anh em thấy nét không? Nét quá trời nét. Con này là mã số, này là mã số 14 anh em nghe. Mã số 14. Mã số 14 này giá 500. Mã số 15. Mã số 15 là cũng giá 400 anh em nghe. Dòng này thì nó có hỗ trợ cục tay. Đây, Citizen. Mới, cực kỳ mới. Có hỗ trợ cục tay đây. Đó, dây đồ rin hết luôn. Đây, đó, dây đồ thì rin hết nè. Đó, em thấy không? Phía sau đây. Mà máy nó thì mở cho anh em coi luôn. Máy automatic anh em nghe. Máy automatic, máy mới đồng hoa. Máy automatic, máy mới đồng hoa. Con này thì giá nó là 400 anh em nghe. Dây đồ rin hết, dây bao dài. Dây rin dây bao dài luôn. Đây. Dây rin dây bao dài. Lịch của nó thì em sẽ xem thử như thế nào đây. Lịch giật anh em nghe. Này, anh em nhìn này, em kéo ra thôi, đi thôi. Đó, anh em học lịch giật. Máy đang chạy. Con này là con mã số, này là con mã số 15 anh em nghe, giá 400. Rất là mới, nó hàng cơ.
giá 400 xu 15. Số 16 là một con rút, con này thì giá nó là 500. Con này là có hỗ trợ có tay này, automatic này, vỏ inox chạy máy Nhật anh em nghe, máy chuẩn Nhật, auto máy chuẩn Nhật, dây là dây rin, dây rin luôn này, nó dây rin. Mặt sau đây, sau thì đóng đầy đủ thông tin anh em nghe, đề mình da băng này, nó đề mình da băng, hàng chuẩn của Nhật Bản anh em, hàng chuẩn của Nhật Bản luôn rồi nè, automatic nghe anh em nghe, siêu mới, nó là mới kinh khủng, nó mới đầu 99% luôn. Đó, con đi thì mã số 15 anh em nghe, mặt bao công, mặt bao công bao đẹp luôn này, mặt bao công bao bao đẹp này. Đó, bữa sau sẽ mang ra ngoài quay phim cho nó rõ hơn nè, trong này nó phản ánh sáng, nó không được sáng, nó không được sáng nè, nó không được thấy cái mặt bên trong này. Đó, mặt nó thì bao đẹp anh em nghe, mặt bao đẹp. Con đi thì mã 16 nè, giá nó là 500. Mã số 17 là một cái mặt lông rin. Lông rin này là 800, là bọc vàng full anh em nghe. Bọc vàng full hết toàn bộ luôn. Em sẽ mở máy ra luôn cho anh em coi. Máy móc rồi cho coi cho rõ ra. Đây. Đó, lông rin anh em nghe, bọc vàng full. Đó, em bỏ như này xuống dưới mặt này, không một tì vết luôn. Đó. Anh em để em mở máy ra. Máy đây này, máy đang chạy, máy chuẩn nhà lông rin anh em nghe. Đó, máy chuẩn nhà là lông rin cực kỳ mới. Còn nắp đây, nắp nó đây, nó 20 g 20 micron anh em nghe. Đó, g 20 micron. Đó, lông rin tướng về mình đấu mấy con vàng full về, nó hên hên, nó cho vàng đúc thì gọi là trúng, rồi nó không cho vàng đúc thì bán vốn. Này, đó, em gài vào nghe anh em nghe. Lông rin bọc vàng full cực kỳ mới anh em nghe, cực kỳ mới luôn, không có chỗ nào mà bong chóc luôn nghe anh em nghe. Đó, không có chỗ nào mà bong chóc luôn. Đó, mới toanh. Máy đang chạy bong bong, kính chưa có một vết xước luôn, mặt thì đẹp 100%. Em đây là mã số 17 anh em nghe, giá 800. Bán cái vỏ đi phân kim một được 4-5 xị rồi. Mà nó đẹp thế này đây, về anh em vô xịn giấy da này là tuyệt vời. Em này cũng lông rin luôn, lông rin đây là nó bọc vàng anh em nghe. Nó mặt mày nó đẹp nè, lên cổ tay nè, dán lại cái này. Đây, mặt sau đây, mặt sau thì còn bị mỹ lông. Lông rin mà bọc vàng thì nó cũng có chóc nhẹ anh em nghe. Máy thì đang chạy nè, nó có chóc nè, nhưng ở trong đó là đồng. Anh em nào về anh em xả hết cái vàng này ra, anh em xài vỏ inox luôn là đẹp luôn. Đó, anh em nào thích máy thì đang chạy. Đó. Đây, em bán giá thì theo một con đồng hồ thôi, giá 400 một con lông rin, nấm rin. Đó, mặt đẹp anh em, giá 400 số 18 này. Đó. Số 19 này cũng là một em lông rin anh em nghe. Đó, em lông rin này cũng giá 400 luôn, cũng vàng còn đẹp này. Máy nó thì em sẽ mở luôn. Đây, máy nó em sẽ mở luôn này. Đây. Ui, con này thì máy tròn mà máy to. Trời, con này thì máy VIP anh em. Chưa coi máy luôn. Đó, máy VIP luôn anh em nghe, máy khỏi nói luôn.
Con đi thì cũng giá là 400 luôn. Đó, đẹp gái nó vào. Đây. Đó, này nấm thì có hình long trinh em nghe. Đây mặt đây. Mặt đẹp, vỏ nó thì vàng, cũng có lên bả trâu, cũng có xíu xíu nhẹ. Dây nó còn được. Đây là mã số 19 đấy em nghe. Mã số 19 của nó là giá nó là 400. Mã số 19. Mã số 20. Mã số 20 là 11 em sinh con 5. Rồi em sinh con 5 này cũng giá là 400 luôn anh em nghe. Đó. Đang chạy này nè. Đang chạy có hai lịch, em xem nó là dòng như thế nào. Này, lịch nhanh nó là ok anh em nghe. Đó, lịch nhanh ok. Đó, niền khía vỏ nó thì vỏ inox hết toàn bộ. Máy nó em sẽ mở luôn cho anh em coi. Đây, máy nó thì cực kỳ đẹp rồi nè. Máy nó thì cực kỳ đẹp. Đó. Con này thì cũng giá là 400 luôn anh em nghe, dành cho nữ nè. Đó, mặt đẹp. Dây nó thì cũng còn tương đối được. Đó, dây nó mất một cái cùm ngay chỗ này rồi nè. Con đi thôi cũng giá 400 luôn. Anh em về thay dây nữa là tuyệt vời. Mặt mày thì sáng sủa này. Đây là một em long rin. Em long rin này thì dây nó cũng có bị chóc nhẹ rồi nè. Nhưng mà được cái là mặt đẹp. Máy máy cơ núm rin. Máy cơ này nghe, em sẽ mở máy cho anh em coi luôn. Đây mặt thì bao đẹp, mặt này bao đẹp anh em nghe. Mặt bao đẹp. Máy đây, máy nó thì đang chạy hôm qua, máy chuẩn máy long rin anh em nghe. Đó, máy chuẩn máy long rin. Nắp đây, nắp nó thì chuẩn long rin luôn. Đây, con này thì máy móc đồ đẹp hết nha, vỏ nó thì bao đẹp luôn. Đó, nhỏ nhỏ đây mà của hãng Long Zin anh em nghe. Con đi thì giá 500 số 21 này, về thay dây da thì là anh em cho mấy vợ nữ đồ mang rất là rẻ. Rẻ nhất thị trường luôn á. Số 22. 22 là một sợi dây dòng dây nhà Seiko, dây VIP anh em nghe. Dây số 2 này là dây 400 này nè. Đó, số 2 nè. Đây. Dây đây. Đó, dây nhà hạt gạo loại đẹp anh em nghe, gạo đôi nè. Đó, đầu nó thì còn nguyên. Đầu nó thì như thế này đây. Đầu cái đầu nó ở đây nè. Đó, đầu đầu nó cực kỳ đẹp anh em nghe. Đó, hai đầu của nó còn nguyên này, đầu tròn. Đầu này thì em sẽ đo xem đầu bao nhiêu đây. 18 anh em nghe, dòng đầu này là đầu 18 này, dây là em sẽ đo chiều dài. Để em nhặt cái đầu lên. Đây, dây thì em sẽ đo này, dài anh em nghe, dài. Thêm mặt đồng hồ này dài phải 19 nữa này, dây thì dây chuẩn Seiko Rin đó, dây này dây là chuẩn chuẩn dây Seiko anh em nghe, Seiko rất đẹp. Dây này thì giá là 400 nè. Đó, số 22 giá 400 nè. Đó, 22 giá 400 nè. Đó, giá 400 22 23 23 là giá 350 anh em nghe. Giá nó là 350 một sợi dây Nhật này. Đó, dây này thì anh em khỏi lo về đồ dài nó còn tới một đống mắt bên trong nè. Đây nè, đóng mắt bên trong này anh em nghe, còn một đóng mắt bên trong nữa, mắt bên trong luôn, mà nó đã dài như thế này rồi đây, nó đã dài như thế này rồi thì anh em nghĩ nó dài cỡ nào? Đó.
Con này thì đầu nó là đầu 19 anh em nghe. Con này nó thì đầu 19. Đó. 19 thế này. Nó đầu ghi 19, ví dụ mình mở cái này ra thì nó 18. Mình bỏ này vô thì nó 19 anh em nghe. 19 18 gì mang cũng xài cũng tốt hết. Đây. Anh em thấy đẹp không? Nó dây chuẩn hạt gạo anh em nghe. Hạt gạo này nó rất là đẹp. Dây này thì giá nó là 350 nha anh em nghe. Dây này thì giá nó 350 số 23. Số 24 là một dây LM anh em nghe. Dây LM, ring của đồng hồ LM. Đó, dây này là đầu 19. Dây này là ring của đồng hồ LM đầu 19 anh em nghe. Đó, dây này thì giá 250 nè. Ring của một đầu LM. Dây này thì dài khoảng tay 19 anh em, 18 anh em nghe. Dài khoảng tay 18 mấy nè. Đây, đúc đặc luôn. Dây đúc đặc của LM. Dây nguyên ring. Dây này là dây nguyên ring của LM anh em nghe. Dây nguyên ring của LM. Dây này thì giá 250 nè. LM. Dây đầu 19. Đây là một em quýt. Em quýt này là quýt nguyên ring nguyên bản, quýt thị sĩ anh em nghe. Đây, em sẽ lột ra nè, anh em thấy đẹp không? Đó, em dán vào này. Đây. Em bấm ra cho nó mở cửa này. Đây. Da quýt quýt là Catorex Sweet Made. Máy V8, xài máy V8. Đó, lịch nhanh ok. Đó, anh em thấy. Lịch nhanh ok. Quýt này là quýt Carolet. Carolet, mà tưởng quýt Rolet nữa thì trúng to. Dây đây. Dây nó cực kỳ đẹp. Đó, đây anh em nghe. Mặt nó thì bao đẹp nè. Mặt bao xinh Sweet Made. Đó, mặt sau đây. Sau anh em thấy đẹp không? Size quýt này là size 41.6. Máy đây, máy đó thì cực kỳ đẹp anh em nghe. Máy chuẩn máy V8 đồng qua. Máy chuẩn máy V8. Máy này thì anh em khỏi lo rồi, chuẩn hàng thị sĩ. Đây em đã gài vào rồi. Quýt thì quýt chuẩn hàng thị sĩ anh em nghe. Con này thì giá nó là 550 số 25. Đây, một con quýt vàng. Hai quýt này bán chung anh em nghe. Một con quýt vàng với một con quýt này thì quýt bấm giờ. Đang chạy, hai quýt này là đang chạy hết nha em nghe. Quýt bấm giờ với quýt này. Để em mở máy quýt bấm giờ ra cho anh em. Đây, quýt bấm giờ thì máy nó đang chạy đây. Đó. Bấm giờ máy này thì máy Seiko anh em nghe. Máy Seiko. Niken. Vỏ là một chất liệu là niken. Đây, hai cái này là bán cho anh em là 300 anh em nghe. Pin. Này là pin của Nhật này, bọc vàng full này. Đó, phân kim cũng được và vàng này phân kim được trăm mấy rồi. Này thì bán cho anh em luôn cái này, anh em về anh em muốn xài như thế nào xài. Giá 300 anh em nghe. Này, bấm này. Đó, về này, đó. Xài đó. Đó, bán cho anh em hai này là 300 anh em nghe. Quýt này thì còn dây đồ đầy đủ hết, dây nó thì có đóng mã nữa này. SMBM. Đó, hai này là mã 26 anh em nghe. Giá này là 300 hai mã này. Con quýt này thì con đề bàn này thì chạy hai dây well này. Đó, mặt trong nó có bụi anh em nghe, mặt trong nó chưa thổi bụi này. Đây. Mặt ngoài đây nè. Mặt ngoài này. Mặt ngoài nó cực kỳ đẹp, to.
dòng quyết chạy dòng địa bàn Hayuwell của nhà Seiko chuẩn Nhật anh em nghe, giá bằng này đem lên siêu có tay. Đây cái nút này là nút chỉnh giờ này. Cái nút bên này là nút chỉnh báo thức, em sẽ chỉnh báo thức nó quay mở chuông lên là đó. Nó quay nên nó quay, nó đứng nghỉ vài giây cái nó quay lại. Đó anh em đó, xong đứng đó, cứ nó miết đó, da băng này đẹp này anh em thấy không? Đó cũng là còn mới, đây, đó, anh em đợi xíu nữa lần kêu tiếp, đó anh em thấy không? Cứ nó kêu nó kêu tí, nó nghỉ kêu không kêu tí nghỉ kêu tí nghỉ. Đó, con này thì giá của nó là 550 anh em nghe. Để em thấy cái mạc nó rớt mua rồi. Đây. Đó, cái mạc đây anh em nghe, 550 nè. Đó, giá đây. 550k số 27. Số 28 là hai sợi dây vòng huyết áp. Đó, giá 300.000. Đó, hai sợi anh em nghe. Một sợi to, một cho nam, một cho nữ. Dây đá huyết áp dành cho những người già mang huyết áp. Dây làm chất liệu đá huyết áp rất là đẹp của Nhật anh em nha. Đó, dây này là số 28 này. Giá là 300 hai sợi này. Một sợi to, một sợi nhỏ anh em nha. Đó, lâu lâu về những cái này thì bán rẻ cho anh em. Đó, 300 hai sợi này. Đây là vòng dây huyết áp anh em nha. Đó, nhìn giống như ngọc trai đó, nó sáng bóng lắm này. Đó, nhìn giống như ngọc trai, số này là số 28. Đó. Số 29 đây. Dây cũng là dây huyết áp luôn. Bên này là nó có cái ngọc màu xanh, có một viên màu xanh. Đó, dây này thì giá cũng 150 mà em ghi 200 cũng tính 150 anh em nha. Đó, dây này thì em có đâu vài sợi, có sợi ngọc màu đỏ, có sợi mặt màu khác nữa. Anh em mua thì em sẽ chụp qua. Đó, dây này cũng là dây huyết áp anh em nghe. Đó, nó có độ 500 huyết áp của bên người Nhật làm này, dành cho những người cao tuổi huyết áp. Đó, những người có huyết áp thì mang để nó cân bằng. Số này là số 29 này. Đây là 30 là một cây kính cận anh em nghe. Cây kính này thì anh em về thay cho em cặp chồng này đi. Đó, gọng nó là gọng bọc vàng, nó bọc và gọng là gọng titan bọc vàng anh em nghe. Titan bọc vàng này. Đó, gồng đây gồng bọc vàng, gồng đây phân kim nó cũng đủ tiền rồi. Đó, gồng bọc vàng của thương hiệu Đồng Hoàng anh em nghe. Thương hiệu Đồng Hoàng đó, đây. Kính đây. Kính này là kính lão nè, kính này là kính lão. Nên là anh em về thay cho em cái chồng, tại vì nó bị xước một xíu cái chồng này nè anh em này. Nó bị xước một xíu cái chồng nên là anh em về thay chồng. Kính này là kính số 30, giá 150. Kính này là kính cận. Kính này kính cận anh em nghe, gọng đây là gọng bằng titan này. Đó, gọng bằng titan. Đó, rất là mềm luôn. Kính này là kính em xem thì bao nhiêu độ đây. Thương hiệu này là đắt tiền luôn này, này nó có cái logo luôn này. Nó có cái logo luôn này, nó có cái logo chỗ này luôn. Nó thương hiệu nữa này. Gọng này thì siêu mềm. Đó, gọng này thì siêu mềm. Kính anh em thấy đẹp không? Đó, gọng siêu mềm. Đó, nó có thông số đầy đủ chỗ này. Bên này thì có thương hiệu. Chỗ này thì cũng có thương hiệu luôn. Đó, chỗ này thì cũng có thương hiệu. Kính này thì em cũng bán giá 150 luôn anh em nghe. Đó, bán chiên khách hàng giá 150. Kính này là một cái kính dành cho người nữ đi xe máy. Đó, dành cho nữ đi xe máy này, kính này cũng kính của Nhật luôn. Đó, của nữ đi xe máy ấy, anh em nghe. Đó, nó đã qua sử dụng rồi nhưng mà nó nhìn nó còn mướt anh em. Kính này cũng giá 150 luôn nha.
mang lên thì mình đi thấy này, đi ánh nắng ánh đồ á, nữ thì mang đẹp tuyệt vời. Đó, nữ thì mang đẹp tuyệt vời, em nói mà mua về cho vợ mang mà đi xe máy mà không thích nữa mới lạ luôn rồi nè. Đó, số này là số 32, giá cũng 150. Số 33. Số 33 cũng gọng nó bọc vàng anh em nghe. Gọng nó bọc vàng. Nó cũng có thương hiệu này. Đó, Domani. Kính này thì cũng có thương hiệu nên nó bọc vàng, nó có lên hạt hạt nhẹ này. Đó, kính này là kính cũng bọc vàng luôn. Kính này thì em xem thử. Kính này là cũng là kính mát anh em nghe. Kính này là kính mát này. Gạo gọng nó bọc vàng này, nó bọc vàng, nó là bọc vàng thật anh em nghe. Đó, bọc vàng thật, kính mát này. Đó, thương hiệu nó là Domani này. Đó, kính thương hiệu này. Đây. Đó, kính này cũng kính thương hiệu, kính mát. Kính này là cũng kính mát này, kính này thì đẹp tuyệt vời này. Kính này anh em mang đi xe máy thì nhức nắp luôn. Đó, nó cũng có thương hiệu này. 672F này. Nó cũng ghi thông tin mã số, chỗ này là bọc dây da nên nghe. Nó bọc da tránh khỏi đau tai. Rất là đẹp. Kính này là mang vô là VIP luôn ạ. Anh em nhìn này. Mang vô là VIP luôn. Kính này là giá 200 anh em nghe. Kính này là giá 200. Kính này thì giá 250 anh em nghe, phun hộp sổ luôn. Phun hộp sổ em sẽ mở cho anh em coi. Đây, thương hiệu nó đồng quan. Kính là dành cho nam luôn. Nam nữ mang chung. Có thương hiệu đồng quan nha. Trong gọng nó là mần gọng dẻo. Gọng dẻo anh em nghe, có bọc cao su này nè. Có bọc cao su hai bên đầu ni với cao su giữa ni. Thương hiệu nó là đóng trên ni đây đó, đóng trên ni. Này, Demin da băng này nè. Đó, Demin da băng này nè. Đó, đóng thương hiệu đồng quan anh em nha. Kính này thì để mở như sao. Đây, kính này thì hộp nó như thế này, đây hộp nó hộp chính hãng này. Đó, sách vở là sách vở chính hãng này này. Sách vở chính hãng, bỏ cho các mình nó. Đây. Đó, thương hiệu đồng quan anh em nha. Đó, hộp nó là hộp nguyên hãng của Nhật đồng quan. Kính này cũng kính thương hiệu, kính này là giá 250, số 35 anh em nghe. Rồi, kết thúc video rồi nè. Xin chân thành cảm ơn anh em.